Xin chào quý khách hàng đang theo dõi livestream trực tiếp của Thẩm mỹ quốc tế Bali. Và chúng ta cùng gặp lại chị khách hàng Thanh Hương. Sau một tháng chị thực hiện cái dịch vụ mới trẻ hóa tầng sâu đa điểm tại Thẩm mỹ quốc tế Bali. Và em chào chị Hương. Chị Hương ơi, sau khi mà làm xong cái dịch vụ trẻ hóa tầng sâu đa điểm tại Thẩm mỹ quốc tế Bali xong thì bây giờ chị cảm thấy là cái làn da của mình như thế nào sau một tháng ấy ạ? Bây giờ thì chị cảm thấy da nó căng bóng. Vâng. Lúc mới đầu về thì là nó có hơi đỏ, lên một chút nhưng mà sau đó là nó hết. Vâng. Ngày trước thì cái những cái bước chăm sóc da thì nó phải rất là nhiều bước nhưng mà bây giờ nó cũng rất là đơn giản. Dạ vâng. Mình cảm thấy rất là đơn giản. Vâng. Đó. Ở nhà cái việc chăm sóc da của mình nó đơn giản hơn rất là nhiều rồi đúng không ạ? Vâng. Hiện tại thì em thấy là cái nếp nhăn đuôi mắt và những cái rãnh dầu sâu của chị nó đã không còn nữa. Sau cái ngày đầu tiên đến đây đúng không ạ? Một tháng trước. Các bạn có thể nhìn thấy ảnh một tháng trước của chị Thanh Hương nhá. Da rất là nhăn nheo, chảy xệ và những cái nếp nhăn đuôi mắt hay là rãnh dầu thì rất sâu và rất rõ ạ. Và bây giờ các bạn cùng nhìn cận cảnh cái làn da của chị Thanh Hương sau khi mà làm xong cái dịch vụ trẻ hóa đa tầng Bali Inner Smart Collagen tại quốc tế Bali. Đó, đây một cái dịch vụ trẻ hóa tầng sâu đa điểm đây ạ. Đây là một cái công nghệ mới nhất và độc quyền tại Thẩm mỹ quốc tế Bali ạ. Nó có sức mạnh gấp 10 lần so với các công nghệ khác tại Thẩm mỹ quốc tế Bali nhé các bạn nhé. Nó đã làm cho da căng bóng lên và lớp nhăn nó cũng đỡ đi rất là nhiều. Vâng. Về nhà thì anh chăm sóc da nó cũng sẽ không tốn nhiều thời gian như trước. Vâng. Dạ anh xã với cả là con cá nhà mình thì có thấy là mình rất là ưng ý ạ. Dạ vâng. Anh xã nhà mình có khen gì không ạ? Có. Khi mà thấy vợ xinh đẹp như thế này. Khuyến khích là đi làm hôm nay là tốt. Vâng. Anh xã hoàn toàn đồng ý đúng không ạ? Dạ vâng. Hiện tại thì da mình rất là đẹp rồi. Em chúc là chị Hương sẽ cố gắng có những cái chăm sóc da ở nhà đều đặn và có những cái thăm khám hay là đến Thẩm mỹ quốc tế Bali chăm sóc đều đặn để duy trì cái làn da này được trẻ mãi đẹp mãi chị nhá. Mình cũng rất là ưng ý và cảm ơn các bác sĩ ở thẩm mỹ viện. Dạ vâng. Dạ vâng ạ, em rất là cảm ơn chị Hương. Thế thì chị Hương ngồi đây một chút nữa thôi là bác sĩ và chuyên viên tại Thẩm mỹ quốc tế Bali sẽ đưa chị lên kia để thăm khám lại tình trạng da của mình và chăm sóc da của mình sau một tháng đến Thẩm mỹ quốc tế Bali tái khám chị nhé. Vâng, dạ vâng. Dạ vâng ạ. Các bạn ơi, nếu như mà các bạn còn muốn có một cái làn da đẹp như là chị Thanh Hương đây thì các bạn có thể liên hệ ngay đến số hotline 0386463463 để nhận tư vấn trực tiếp từ bác sĩ, hoặc các bạn có thể qua tại Thẩm mỹ quốc tế Bali số 463 Kim Mã các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những livestream lần sau ạ. Xin chào các bạn.